Theo đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã chuẩn bị sẵn các điều kiện về nhân lực, phương tiện để sẵn sàng tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển khi cần thiết. Các tuyến xe buýt sẽ phục vụ người dân đảm bảo văn minh, lịch sự, chu đáo, thân thiện. Transeco đã dự phòng tăng cường 27 xe buýt vào các ngày cao điểm 30-31 tháng 8 và ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Trong những ngày khác, các xí nghiệp kinh doanh xe buýt vận hành theo biểu đồ ngày thường khoảng 9.511 lượt xe một ngày, tương ứng với 804 xe hoạt động. Riêng ngày mùng 1 tháng 9, xe buýt vận hành theo biểu đồ ngày Chủ nhật khoảng 9.235 lượt xe một ngày, tương ứng với 778 xe hoạt động. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoạt động xe buýt trực thuộc cần tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, tổ chức tổng kiểm tra, tân trang, vệ sinh phương tiện. Bên cạnh đó, cần kiểm tra chất lượng, kỹ thuật, công tác phòng chống cháy nổ phương tiện và đảm bảo phương tiện tốt khi ra hoạt động. Đối với công nhân lái xe, nhân viên phục vụ phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế vận hành buýt, không sử dụng rượu bia, đảm bảo lái xe an toàn, phục vụ hành khách chu đáo, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ.